Mời ông Dương Quốc Xuân và thầy Trần Xuân Thảo lại tiếp tục nán lại sân khấu để trao cho các đơn vị tiếp theo. Xin mời các bạn Hoa Trạng Nguyên đến từ tỉnh Bến Tre và tỉnh Bình Thuận. Các bạn đến từ tỉnh Bình Dương và tỉnh Cà Mau sẽ chuẩn bị lên sân khấu trong lượt tiếp theo. Xin mời các bông hoa Trạng Nguyên đến từ tỉnh Bình Dương và tỉnh Cà Mau, chúng ta sẽ khẩn trương chuẩn bị để lên sân khấu trong lượt tiếp theo. Chúng ta thấy hiện diện trên sân khấu là các gương mặt của những bông hoa Trạng Nguyên đến từ tỉnh Bến Tre và tỉnh Bình Thuận. Và như vậy chúng ta đã thấy sự hiện diện đầy đủ của các gương mặt hoa Trạng Nguyên đến từ Bến Tre và Bình Thuận ở phía trên sân khấu. Xin mời quý vị đại biểu sẽ cùng chụp ảnh chung với các bông hoa Trạng Nguyên.